Ok, chúng ta sẽ quay trở lại chơi tiếp Persona 3 phép. Không biết là đến lúc các bạn xem được cái tập này mình đã chơi mấy cái game khác. Cũng có thể là mình sẽ chơi cái phần Portable ấy. Nên là mình nghĩ là nếu các bạn nào xem được đến cái tập này chắc mình nghĩ là phải tương đối lâu khi mà các bạn mới xem được trên channel. Mình không biết là mình có chơi, được chơi đến những cái phần Portable hay là phần Remake thì không. Mình hy vọng là nó cũng sẽ có remake để mình chơi tiếp. Chơi cái phần này tiếp tục lần từ N chẳng hạn. Ok, mình phải cho nó bé đi. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ông chơi bông sư nha. Hôm mai mình sẽ đi với cả cái em... cái gì nhỉ? Michael à? Michael... Mình có cái dòng strength nhỉ? Tôi chết rồi, mình đổi con mẹ rồi. À đây này, vẫn có Haruma. Mình đi chơi với ông sư. Là kiểu ông sư này kiểu như là đúng kiểu là một quan hệ ngoài ngoài một bác sư ngoài đường nhỉ, một thanh niên ngoài đường. Kiểu là cái mối quan hệ nó không thực sự đi lên kiểu như, nhưng mà dần dần là chúng ta biết được cái câu chuyện của ông ấy thôi ấy. Còn lại có nghĩa là mãi đến rank số 7, số 8 đấy bắt đầu biết rồi ấy. Còn lại không thì mấy cái rank trước kìa toàn mấy cái lời khuyên của về cuộc đời của bác ấy. Nên là đôi khi nó hơi ba xào một tí. Nhưng mà ý là cũng rất là vui ấy. Mutatsu yeah, hôm nào ông nội đến chơi máu nhá. Mình thấy luôn, hình như là mình chơi mấy phần mình chả có cái nhân vật nào rung đùi như ông này. Nên là kiểu cũng rất là ghét. What would you do? Sleep. Mai mình định đi shopping một tí nhưng mà không có thời gian đấy. There's no school today. Ok, dạ đi luôn. Hình như là nó lại gặp lại cái chỗ này thôi nhỉ. You can have my if you have. Cậu có thể ăn của tớ nếu cậu vẫn đói. Anh chỉ muốn ăn thịt em. Yuko không ăn nhiều như bình thường. Tớ ăn đi, ngại thì đừng có lo, tớ không ốm hay là một cái gì đó đâu. Mặt Yuko đã đỏ đấy. Hay sao? You have some sausage. Cậu có một ít sốt ở trên mặt cậu kìa. Nên là em này sẽ chủ động liếm á. Thế là nói đi. Liệu cậu có thể lau cho tớ không nhỉ? Cảm ơn này. Lo việc của cậu đi. Liệu cậu có thể lo tớ không với ảo nhé? Ảo thật đấy. Cậu thật sự là hư hơn là tớ nghĩ là handsome. Đều thật đấy. Nó lại có lựa chọn quả này với gấu ấy. Tớ sẽ lau cho nó cho cậu. Được. Google có vẻ xấu hổ. Nhưng mình không biết là mình có quà gì nó. Tội gì mình đầy tiền tặng mẹ cái gì này. Tặng mấy triệu đô. Fashion này. Mình có thể mình cho cô này cái... Mình chả biết là cái gì. Brand what? Mà là nước hoa thôi. Antique thôi mà. Mình không có ăn thích à? Tặng hoa vậy. Tặng gì nó cũng thích. Ơ không có hoa á. Tôi mua bao hoa luôn. Book cover Lucky Charm này. Tặng sổ đi. Ơ đây là cái gì? Ờ thì cảm ơn cậu, tớ đoán là như vậy. Có vẻ như là không phải là quà cho Yuko, toàn mẹ thôi. Thế là nó không cộng à? The fuck man. God damn it. Thế là lần trước mình tặng book cover là con kia nó được
con Fuka với con kia nó thích thế nào. Đúng rồi, mình phải tặng gì nó đắt tiền hơn, kiểu expensive. Koromaru có vẻ là sẵn sàng, nhưng mà ta không đi chơi. Chắc mày phải đi đổi mấy cái vũ khí mới nè. Có vẻ như là cái con ở lần trước thú dữ ấy, chúng ta phải chuẩn bị. Mình sẽ đốt tiền đổi persona lấy vũ khí đi vậy. Yes, you are. Tuyệt. Em muốn nói với mẹ em và Shinjiro-san là hai người có thể tự hào về em. Có nghĩa là con này muốn đi dạo á, tớ. Hình như nó mình có thể đi dạo. Bây giờ ta sẽ đi dạo với cả Koro-chan đi. Nên là cái phần này đôi khi là chúng ta đi dạo là chúng ta sẽ gặp được một số cái NPC ngoài ấy. Đây là cái cơ hội để chúng ta tăng một số cái điểm lên ấy. Nhưng mà cái vấn đề là cái game này nó không bao giờ bảo chúng ta là khi nào gặp, nên là cái mà chúng ta muốn là chúng ta nên đi dạo bất kỳ lúc nào ấy, thì nó sẽ có một cái cơ hội nhỏ để gặp bọn này. Cậu làm gì muộn như này? Ô, tớ hiểu là cậu đi dạo dắt chó đúng không? Tớ không biết là cậu có một con đấy. Tớ từng có một con men. Chó thì nó ngon lắm. Chó nó tuyệt lắm. Con này thích nhỉ? Dẫn đây nó chạy ghê chơi, ngoan vãi đái lắm. Ta chơi xong rồi. Con này chỉ chơi 5 giây à? Ồ. Tháng nay trôi qua nhanh nhỉ? Chắc là cũng có thể là mình tập trung vào cái Tartarus rồi ấy. Ngay khi kiểm tra xong nên là bên nó cũng rảnh ấy. Chúng ta chỉ tập trung vào mấy cái social link thì cũng rất là nhanh thôi. Mình nghĩ là mình phải đi chơi với cả Yukari hơn ấy. Nhà Yukari rank số 4 ấy. Cái thằng Emperor này nó sắp lên rank cao nhất rồi. Kenji, này Kenji. Cậu ấy đã... Cậu ấy lại ngủ gục rồi. Em lại ngủ gục rồi. Cậu ta chắc phải uống thêm cà phê trước khi cậu đến lớp. Thế con em thì sao? Handsome. Ôi, có cậu em á. Mọi người biết rằng mà cà phê thì nó bắt nguồn từ một cái từ ngữ từ Arabic à? You should, because I told you that. Em cũng phải nên biết bởi vì là lần trước cô đã bảo em rồi. Nhưng mà hãy nói cô là cái từ nào trong số cái này không phải là từ Ả Rập. With what? Không, làm sao mà tôi biết được? Hay là phía Ả Rập. Sao mấy cái từ gì mới ra nhỉ? Chắc là mấy cái mà with what được ta? Ôi. You hit the jackpot. Cả Sugar và Magazine đều bắt nguồn từ Ả Rập. Tuy nhiên chúng lại được bắt nguồn từ ngôn ngữ châu Âu, không trực tiếp phải là từ Ả Rập. Nghĩa là cái từ đồng hồ đeo tay ấy. Ok. Em có em Yugari, em xoay lưng. Thế mình sẽ đi chơi với em này. Nên là cái nhân vật Rugari này rất là khó để lên rank. Mình sẽ phải spend time. Chắc mình nghĩ là hôm nay nữa. À mà trước đấy mình đi ra mình kia mình mình đúc mấy cái vũ khí nhá. Mình nghĩ là mình sẽ ra đây mình đúc một ít vũ khí ấy. Lạ nhỉ, không gặp cái bà mà không gặp cái chị Mitsuru của mình nhỉ. Bình thường nó đứng ở đây này. Để nó tặng quà cho mình ấy. Bây giờ không thấy nhỉ? Nó không thể tin được. Mình chả biết là mình còn đi. Mình đúc vũ khí á, mình hơi bị lười. Mình đang cầm cái chày thôi. Thứ hai này xem có gì không? Khả năng là không có gì thôi.
Rồi God New Thing này. Đây có Claymore này. Và cái vũ khí mới này cũng ngon phết nhỉ. Cái gì cũng mua luôn được. Claymore này cũng ngon này. Tất nhiên nó không mạnh bằng cái chày của mình bây giờ ấy. Có Sin Blade này. À, ít nhất là phải mua một cây, mỗi thứ một cây ấy. Mình sẽ cho Mitsuru cầm cái này. Composite Bow. Đây hình như không xịn bằng cái cung hiện tại nữa. The Land of Death. Sexy Land cái lên được một chút này. Chúng ta có Omega Rod là cái hiện tại của mình rồi. Thế là về cơ bản là nó cầm mấy cái item hiện tại ấy. Nó lên mấy cái. Có Medusa này. Nếu mà chúng ta nhận được cái phiên bản đấy thì thôi ấy. Cái Silver Moon này mình chưa có á. Mình mua sẽ mua một cái Claymore thằng kia vậy. Ê, bên nó đang cầm cái gì nhỉ? Mình là được đấy. Có Psycho Aramis Compose. Cái này là dòng mới á. Light Dog Suit. Gigantic Ammo này. Rất nặng nhưng mà bền này. Defender Colossus 192-90 này. Thế mình sẽ mua 3 cái này. Aramic. À đâu, cái này là for Aegis à? Cái này là cho Aegis riêng này. Cái này là cho người bình thường này. Rope of Winding. Đây mình sẽ mua 2-3 cây gì đấy. Đây là cái phòng thủ tốt nhất này. Này cái đợt trước là mình mua cái Aramic Blade này. Là cho con Aegis mình mua hẳn 3 cái mẹ. Không đọc chữ. Ngáo vãi đái luôn. Nên là bảo sao là team mình không mặc được. Bởi vì đấy cho con Aegis. Nên mình phải bán bớt mấy cái này. Beat Fang này. Bán mấy cái này có được khối tiền đấy. Aramic Blade này. Kiếp tôi mua bao tiền cái này. Meta Protector. Nihin Club, Mother Rapier. Lên 221 này này. Cái kiếm này chém rất là điên rồi. Không biết là đổi thằng sắp này nó lên được bao nhiêu. Nhưng con mô cung tên này. Counter Physics Medium Odd. Cái kiếm này ngon quá nhỉ. Rồi để mình đi nhớ với thằng ca công tên này. Rồi mình ra mình fusion lại. Mình sẽ lưu cái persona này vào nhiêu. Chắc con này phải 60 mấy nghìn đấy. Đăng ký lại cái cao không tên. Đăng ký rồi à? Xem cái 70 nghìn này. Đây cũng bằng mua một cái. Ok là mình sẽ fusion luôn này. Nên là cái vũ khí này nó vẫn mạnh hơn đến 1 đến 2 level ra. Tầm này là cái persona của chúng ta rất là cao rồi. Không biết là có mất luôn ca công tên không nhỉ? Mother Harlock 221 này. Nên là mất luôn này, chúng ta phải gọi lại. Ok, biết là như vậy. Mình cũng còn nhiều tiền. Gọi là thứ hai mua tương đối là rẻ, chúng ta tiết kiệm rất là nhiều tiền luôn. Để đi với cả em Yukari.
Yukari-chan. Nên là đến tầm này chúng ta phải cẩn thận là chúng ta sẽ phải đi chơi với em Strength nhiều ấy, cái em Yuko ấy. Marco, à đâu, phải Yuko nhỉ. Nếu mà chúng ta không đi chơi trong một khoảng tầm 30 ngày, trong vòng 30 ngày thôi, nếu mà mình không nhớ, thì là em này nó sẽ giận ấy. Nên là chúng ta phải rất là cẩn thận trong cái yếu tố mà đi chơi với nhiều thanh niên nam nữ. Pixie này. Phải dành rất nhiều thời gian cho em Yukari. Con này kiểu như là gái xinh nhất trường, không có đối thủ ấy. Trường này toàn mấy em kiểu ngu ngu đần đần. Hello. Không được kiểu như là xinh xắn mà 3D, 3 điếc như kiểu mấy phần 5. Mình chả biết phải làm gì. Yes you are. À từ từ mình chưa đi lấy, nó sẽ có cái đồ uống gì này. Akiko có vẻ khác à. Akiko có vẻ như mạnh mẽ hơn thay vì đã đau buồn vì Shinjiro-san. Này nó là cái hội thoại. Ok mình sẽ lên trên này mình đi vào cái phòng thằng Shinji ấy. Nhưng mình vẫn lấy lại đồ ra. Đây à. Nên là nó vẫn có một ít đồ này nó của mình. Mình lấy lại được. Night Soccer, Rock of Salvation, Silent Sen Sangdan và Flame Cha. Ui mình chưa mua dép luôn. Mình còn một đống dép mình chưa đi mua. Thôi kệ mẹ này chắc chẳng sao. Để mình lên xem có cái đoạn băng này không. Rồi đi. Ấy ngủ. Mai dậy. Tháng 9 ấy. Cũng vừa xảy ra luôn. Phòng này là phòng của chị ấy rồi. Semitsuru Senpai hả? Chuẩn mẹ luôn. Ui rồi. Mẹ với chị này mặc đồ khăn tắm này nhìn cũng xinh. Thế luôn, cái nhân vật này mà chuyển sang cái bản remake chắc là ngon lắm ấy. Chắc là mẹ mượt mà lắm ấy. Whoops, I've gotten used to walking around without my bathrobe lately. Mình đã quen trong việc đi xung quanh mà không quàng khăn tắm á, ôi vãi. Đi người không á, ngon lắm nhỉ. Not a very good habit to fall into. Nó về là thực sự không phải là cái thói quen tốt à, để mà làm điều như vậy. I'm not at home, so I suppose being a little lax won't hurt. Nếu nhà mẹ ở chỗ phòng này mà nó có camera quay phòng cá nhân này chết à? Mình đoán là mình không ở nhà nên thư giãn một tí thì cũng chả chết ai này. This fashion magazine. I saw Takiba buying one, so I thought I'd pick one up myself, but cái tờ tạp chí này mình đã nhìn thấy Takiba mua một cái. Nên là mình nghĩ là mình cũng sẽ mua thử xem nhưng mà this one piece is beloved by all, including friends, boyfriends and boyfriends' friends. Cái áo này được đồ thời trang này được yêu quý bởi tất cả những người bạn, những người yêu này và những người bạn của những người yêu. Alluring yet prudish, the ultimate combination. Nhìn trông sexy nhưng mà vẫn kín đáo á. Cái sự kết hợp hoàn hảo. What are they talking about? Họ làm cái nói cái gì vậy? I don't follow fashion myself. I usually just wear whatever the family stylist selects for me. Mình chả biết là cái fashion là cái gì này. Bình thường mình sẽ mặc bất kỳ cái gì mà cái stylist ở gia đình mình đã chọn cho mình. Giờ nhà giàu vãi lìn thì còn có stylist riêng. Đúng kiểu là một cái level khác. Cute clothes, huh? Quần áo dễ thương này. Well, I do kind of want to try this pink one. Thế là con này nó thích đồ dễ thương. Not that I'd be able to pull it off. I'm not like Takiba. Mình thì có thể như là mặc sẽ không được cuốn hút lắm á.
Không giống như Takeba này. I should be careful to remember the distinction between clothes I want to wear and clothes I can wear. Nên mình phải cẩn thận nhớ rằng là phân biệt giữa những cái quần áo mình muốn mặc và những quần áo mình có thể mặc. Nên là gu thời trang của em này rất là gấu. I knew this was a bad habit. It's a good way to catch a cold. I should get some rest. I have to wake up early again tomorrow. Now, which pajamas should I wear tonight? Pajama. Bây giờ mặc đồ ngủ phải chọn mới được. Được. Thước phim đáng xem. Ủa. No. Căng quá nhỉ. Hấp dẫn đấy. Còn cái gì nữa? Ô vẫn còn đấy. Yes. 25 tháng 9. Thế như tháng này thế nào nhỉ? À bây giờ là cuối tháng, gần cuối tháng 10 rồi mày. Cái đầu tháng 10 này. What? Nên đây là cái bộ đồ con Yukari nó mặc hay. Goes like this. Mình đoán là nó sẽ mặc như này đúng không? Nên là con này mặc đồ mết ghét nhỉ? Xin chào mừng. Nên là đúng là cái phần 5 nó giống như kiểu như là nó trivial của phần này. Are you ready to order? Nên là cái nhân vật Yukari là cô giáo lại mặc đồ mết đi làm ấy. Liệu mọi người đã sẵn sàng để order chưa? Nhưng mà công nhận Yukari mặc đồ mết này là xinh rồi đấy. Kind of sucks that the school festival got canceled. Là kể ra cũng hơi buồn thật khi cái festival ở trường nó bị cancel. Maybe I could just wear this around the dorm for the day. Cũng có thể là mình nên mặc cái bộ đồ này xung quanh dorm trong một ngày. Ô mặc đi. Hình như là mình có thể mua cái bộ đồ này ra. Sup, Yucatan. Hey, does that mean you gotta call me master? Thì sao vậy, Yucatan? Liệu này có nghĩa rằng cậu sẽ gọi tớ là chủ nhân cả đúng không? Hiểu mết là làm nô tỳ ấy. You're planning to work at Mitsuru's mansion or something? Chuyện gì vậy Yukari à? Có vẻ cậu đang định làm việc xung quanh nhà là gia đình nhà Mitsuru có đúng không? Nó trêu ấy. Forget it. Thôi bỏ đi. I haven't had a chance to return this yet, but now that I look at it, it's a real uniform, not just a costume. À, mình chưa có cơ hội để trả nó lại, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì trên thế nó là một cái bộ đồng phục thật chứ không phải chỉ là bộ trang phục mặc cho đẹp. Hey, I should take a picture before I give it back to senpai. Nên là cái mết này là giống kiểu như là cũng professional ấy, như kiểu trong khách sạn ấy. Nhìn nó lịch sự ấy. Chứ không kiểu cosplay ấy. Mình nên chụp cái này trước khi mình quay trả nó cho senpai này. Vừa xong rồi. Yukari-chan, are you there? Cậu có đây trong này không? I need your help with something. Tớ cần cậu giúp mà. Sure, one sec. Đợi chút. Yeah, I should drag Fuka into this too. Wouldn't want to be the only one in the picture looking this way. Mình nên kéo Fuka vào đây. Mình không muốn là cái người duy nhất trong cái bức ảnh này. Nên là thời này mà cầm điện thoại chụp được là điện thoại rất là gấu đấy nhá. Cái thời này là chắc là chỉ có bên Nhật nó mới điện thoại khủng như thế. Cái camera hồi xưa rất là phò ấy. Yukari-chan. Yukari-chan. Those clothes. I've got a couple spare outfits if you want to try one on. How about it? Lại còn rủ con này chơi mặc thử nhá. Huh? Mặc đi. Well, wait a second. Đợi một chút. Don't worry, just hold still. Đừng lo, cứ đừng im thôi nè. This is a little tricky to put on, so it'll be faster if I help. What I get, nhỉ? Wait, Yukari-chan. Yukari-chan. Mày có nhận bộ cái con Fuka đẹp thật đấy. Nhìn thấy hết rồi. Ok, nói chung là chúng ta xem là những cái rất hấp dẫn. Thế là mỗi một nhân vật nó sẽ có một cái đoạn phim ấy. Mình không biết là còn ai nữa nhỉ? Shinji xem rồi. Còn Akiko đã xem rồi chứ. Hình như là bây giờ gần như là nó cũng đến cuối game. Nên là chúng ta đang dần dần là chúng ta hết mấy cái option đấy. Và một số cái đấy. Hình như là vẫn còn nhiều event nữa nhỉ? À là đây tầng còn nữ, quên mất. Chắc mình sẽ đi ngủ đi. Cũng chả có gì để mà làm.
What will you do? Mai lại thứ hai, thứ ba rồi. Hết một tuần này. Tuần này chỉ đi chơi thôi. Không phải đi đấm nhau gì không? Nên nói đúng là mấy cái đoạn chapter ách đầu là khó nhất. Chúng ta rất là bận luôn. Zombie là xuất hiện khắp nơi này, cái gì này? Có phải cậu đang nói những bọn zombie đúng không? Phải. Những người bạn của bạn tớ. À, đông những người bạn của em, anh trai tớ là cũng my friend brother friend vãi đái. Có nghĩa là cái người bạn của bạn anh trai tớ rồi. Nên là cũng là bị dính cái này. Nên là mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm túc và về nghiêm trọng. Notadarus actually predict. À đó, có nghĩa là bọn đang nói về cái bà tiên tri ra Notadamus này. Trên thực tế đã tiên đoán cái này này. Kiểu thế giới đến hồi kết này. Hay là ngày phán xét là kiểu ấy. Nó có mấy cái kiểu tiên đoán ấy. And some cool. Em cũng định đi chơi với anh. Ok. Mình nghĩ mình sẽ đi chơi với Keisuke. Keisuke. Mà hình như là mình đổi con mẹ con Fortuna rồi ra nhỉ. Như vậy là mình chưa đổi. Đây này vẫn còn Fortuna này. Đây là thứ ba. Ok, cũng chẳng có gì, mình sẽ đi chơi với Keisuke. Em sẽ đứng ở ngay ngoài thôi. Có thằng bé bé này. Bé bé. Would you like to meeting? Yes. Nó sẽ lên một cái rank cao hơn. Oh, inside a room. Ôi, có hội thoại đấy đó. Hôm nay chưa have the clip duty with them. Hôm nay mình sẽ có bộ trực nhật về Keisuke này. Cái phòng này nhỏ hơn là cái phòng ngủ nhà anh ấy. Nhưng mà nó vẫn tương đối là lớn ấy. Mẹ, cái phòng này mà nhỏ phòng ngủ không ấy. Giờ phòng ngủ này rất là to luôn. Này, hãy nghỉ một chút đi. Anh đã quyết định rằng anh sẽ đi đi học vẽ tranh nước ngoài. Ô vãi, sao lại thay đổi à? Anh không thực sự là phấn khích về cái này à? Nhưng mà anh đã kể với thầy là anh đã không muốn trở thành bác sĩ nên là là thay đổi kiểu gì nhỉ? Mình cũng hiểu. I'm going to get something to drink. Anh sẽ đi lấy một cái gì đó từ mày bán hàng hiệu uống á. Cậu muốn cái gì không? Anh sẽ mời. Cậu sẽ muốn uống Coca không? À, cậu muốn Coca phải không? Xin lỗi em son, họ chỉ có cà phê thôi à. Này, hãy nhìn xem. À đâu, hãy để ý chứ. Cái thằng này bị rơi con mẹ vào đầu. Hết sắp cốt, liệu cậu có ổn không? Thế là cái giọng của Keisuke nó giống như kiểu xa dần và xa dần hơn nữa. Đây kiểu như là đi 5 châu 4 biển không chết. Ở đây sụp lỗ chân châu chết. Nên là nerd room này. Cậu đã tỉnh rồi sao? Cảm ơn chúa. Anh đã gọi tên của chú suốt. Nhưng mà có vẻ như là cậu không mở mắt một chút nào. Nên là anh đã do hết. Cái đầu mình thì đau, đau quá. Anh không thấy cái vết bị xước nào ở trên đầu cậu nên là anh không nghĩ rằng cậu cần phải bị khâu khiếp. Thế con trí nhớ của cậu như nào? Cậu có nhớ tên của anh là gì không? Tên của... Can you tell me liệu cậu có nhớ kể cho anh tên của cậu là...
phải, em vẫn ổn à? Tất nhiên là Kensuke. Vậy à, thật sự là rất là vui đi khi nghe được tin như vậy này. I will worry that when you fail. Anh hãy lo là khi mà cậu bị ngã, cậu đập đầu. You hit your head. Cậu đã bị đập đầu đất à? Và hey, do you remember I was talking before? Hey, cậu có nhớ rằng là anh đã nói gì, anh đang nói chuyện gì trước khi mà mọi thứ này đã xảy ra không? Phải, em có nhớ. Anh là cái người đã đặt cái hộp ở trên đấy á. We have made up clean our home. Nên là nhà anh là có người phục vụ, nên là để dọn dẹp nhà của anh. Nên là về cơ bản là anh không dọn dẹp nhiều. Nên anh đoán là anh đã hơi bị lười và để ngay đấy á. Kensuke có vẻ như rất là xin lỗi đấy. Đây là lỗi của anh thực sự xin lỗi. Oh, I could think was that. Là tất cả những anh gì anh nghĩ là chuyện đấy có thể xảy ra và cậu đã không tỉnh dậy. I was getting so scared. Anh đã cảm thấy rất là sợ hãi. Cậu đã gặp rắc rối và anh đã không thể làm gì để giúp cậu. Anh đã không thể làm gì giúp cậu bởi vì là anh không phải bác sĩ này. Bây giờ thằng này nó lại muốn bác sĩ à? What the frick? Anh có muốn làm bác sĩ đúng không? Khi mà cha anh còn nhỏ thì cái bạn tốt nhất của ông ấy đã ra đi này. Nên là ông ấy đã thường chơi với ông ấy. À, bố anh đã thường chơi với người bạn của ông ấy. Và bỗng nhiên là ông ấy tự nhiên ngất xỉu đi này. Khi mà cứu thương đã đến thì ông ấy đã chết rồi à. Nên là đã chứng kiến những cái việc như thế. I know how. Là chứng kiến việc cậu như thế này. Bây giờ anh thực sự cảm anh thực sự hiểu được là cái cảm giác mà bố mình đã mất đi một người bạn là nó như thế nào này. Kensuke cảm thấy quan tâm đến mình. Nên là tự nhiên thân với cái thanh niên này phết này. Nên là những kiểu người là có trình độ thân nhau ấy. Là cái mối quan hệ nó khác thằng Kenji một tí, nhưng mà kiểu như là cũng tình bạn, cũng thân ấy. Phải, anh muốn là bác sĩ, nhưng mà đấy là chính xác là những gì mà bố của anh muốn anh trở thành này. Thì ông làm bác sĩ đi. Lúc thì bác sĩ, lúc kia. Rồi, anh xin lỗi. He should get going. Nên là cái thằng này nó vẫn chưa muốn, chưa chắc là nó muốn làm gì ấy. Trên giấy là cũng không phải là bố do bố nó hay gì không, nhưng mà kiểu chính bản thân nó không chắc là nó muốn làm gì. We should. Để chúng ta nên đi thôi. Liệu chúng ta, cậu có thể đi không? Này, cậu có thể dựa vào anh. Nên là trên thực tế không phải là do bố thằng này, mà trên thằng này nó không biết rõ làm gì. Lúc thì nó bảo là nó muốn làm cái kia thôi, nó bảo là bố nó thế này thôi. Bây giờ nó lại đi học nước ngoài, rất là ảo ấy. Easy, good one, bad one. Cậu thì sao, cậu có thích gia nhập vào team này không? Thích. Trên thích lắm. Bởi vì là em có được chị sếp xinh như này, làm sao không thích. Hôm nay có đi gì không nhỉ? Thì mình nên đi gặp cái ông Tanaka rồi. Thế mình nghĩ mình sẽ đi gặp ông Tanaka này. Tuần này là loanh quanh chúng ta chỉ tập trung mấy nhân vật trong trường ấy. Nên là còn đi chơi không? Ok, mình sẽ ra ngoài mình đi chơi với ông Tanaka này. Bây giờ là cuối tháng 10 rồi này, gần đến tháng 11 rồi. Nên là trông thế nhưng mà cũng không có nhiều thời gian nữa đâu. Nên là nó chỉ kéo ra đến cuối năm rồi. Còn rất là nhiều cái mối quan hệ mà chúng ta giải quyết. Lịch trình rất là san sát nhau ạ. Lại bác này. Ồ, cậu đây rồi, đẹp trai. Cậu có rảnh không? Tôi sẽ dạy cậu một số bài học rất là quý giá trong cuộc đời. Tất nhiên là miễn phí rồi. Where is my money? 40.000 tôi đâu? Này, nếu mà 100.000 thì bác phải trả 4 triệu yên rồi.
I used to being accosted by the people, but really, tôi thường being accosted là cái gì nhỉ? But I have an interesting encounter. Có nghĩa là hình như là bình thường là tôi thường không hứng thú đến những người khác. Nhưng mà gần đây là tôi đã có một cái buổi gặp mặt rất là hay ho với một người này. Đó là một cái cậu trai trẻ, cũng không già hơn tôi là một mấy, not much older, cũng không già hơn tôi một mấy thôi. Thế sao lại phải thế sao ông lại gọi trai trẻ? Guess what he say? Hãy cậu dự đoán xem là cậu ta nói gì. Ông ấy nói rằng là cậu ta nói rằng cảm ơn cậu, cảm ơn ông. Oh, thật sao? I don't mean to sound like a prick, but I don't care less. But, tôi không có ý định kể tôi là một tên vô lại. Nhưng mà tôi thì thực sự chả quan tâm đến là việc mà khách hàng tôi nghĩ gì. Kiểu a bit cocky. After we don't even, bởi vì trên thế là chúng tôi cũng chả còn còn chả bán những cái sản phẩm và toàn phẩm đích thực. But then he told me he quit. Nhưng mà sau đó cậu ta nói rằng là cậu ta đã từ bỏ cái công việc bán thời gian. Và sau đó cậu ta sẽ trở để học để trở thành một công tố viên này. Là cậu ta muốn đi phạt những cái những cái businessman giống như tôi à. Những người bẻ cong cong luật pháp vậy thải. Lại còn đi dây cảm ơn ông này, rồi muốn bắt ông này. Là ông em là cậu ta nói rằng là tôi là một cái ví dụ minh chứng á, cho cái ví dụ minh chứng á, cho những cái người xấu xa trong cái xã hội nè. Vậy đài, maybe I'm over. Cũng có thể là tôi đã hơi bị hành xử thái quá. Nhưng mà đâu kiểu như là nhưng mà nếu mà hắn ta nếu mà cậu ta sẽ thực sự trở thành một công tố viên và sau đó là nhốt tôi vào tù thì làm sao? Chỉ có chú mới biết được là bọn chúng sẽ làm gì với tôi ở trong tổ. Vậy chứ liệu cậu có sẽ vẫn đến thăm tôi à? Nếu mà tôi ở trong tù không à? Chủ tịch Tanaka có vẻ như đang buồn. Nên là mấy câu chuyện của ông này ảo phết. Cứ mỗi lần đều kiểu ông này kể mấy câu chuyện rất là ảo. Đừng bảo là ông ấy nhận ra cái sai trái rồi cuối level 10 là ông thay đổi nha. Businessman rank 8. Đây là rank 8 rồi nè. I want the shadow to know about it. Tôi muốn những cổ đông biết được về cái chuyện này. Có vẻ như là những đứa trẻ bây giờ là không được ngây thơ như là những gì mà chúng tôi nghĩ. Tầm này là mấy cái rank cuối là bác này không đe dọa là nếu mà cậu tiết lộ là tôi sẽ làm gì với cậu ấy. Vui phết. Good evening. Lại thánh đấy gặp. No, lại thánh. It'll be a full moon again. Đó sẽ là trăng tròn là tuần khác. At last, và cuối cùng, the 12th one. Cái thứ 12, con 12. Are you ready? Cậu đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Regardless of how long it's been, a lot has happened, hasn't it? Dù là nó mọi chuyện đã xảy ra bao lâu rồi. Nên đã có rất nhiều chuyện xảy ra có đúng không? Nhưng mà có vẻ như hơi sớm để mà hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra. How about I come see you once it's over? Hay là tôi sẽ đến gặp cậu khi mọi thứ đã kết thúc nhé. Be careful now. Hãy cẩn thận đấy. Tại sao?